Gần 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer dự kiến về Việt Nam trong tháng 9. Một nguồn tin cho biết, trong tháng 9 này, Việt Nam sẽ nhận thêm gần 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer. Dự kiến, các ngày từ mùng 6 đến 13 tháng 9, Việt Nam sẽ tiếp nhận khoảng hơn 700.000 liều Pfizer. Trong tháng 10, số vaccine Pfizer cam kết chuyển về Việt Nam dự kiến là gần 11,5 triệu liều. Cũng theo nguồn tin này, số vaccine Pfizer trong tháng 11 và 12 sẽ về dồn dập với khoảng 35 triệu liều. Tổng số vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam từ nay đến cuối năm vào khoảng gần 49 triệu liều. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quý 3 năm 2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 sẽ về dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47 đến 50 triệu liều. Số lượng vaccine COVID-19 sẽ về nhiều, do vậy công tác chuẩn bị tiêm chủng phải luôn sẵn sàng, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo nguyên tắc nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu. Mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine COVID-19 BNT162B2 của hãng Pfizer BioNTech. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, đề nghị trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng chất lượng vaccine để đảm bảo nhiệt độ âm sâu trong suốt quá trình vận chuyển, đảm bảo thông quan nhanh nhất để không kéo dài thời gian lưu trữ trong kho, ảnh hưởng chất lượng vaccine, khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp khẩn cấp. Trường hợp bắt buộc phải mở kiểm tra, cần phải đảm bảo tổng thời gian mở không quá 3 phút. Đến nay, Việt Nam đã có hợp đồng mua hơn 51 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19, trong đó có 20 triệu liều để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện tại, Việt Nam đã tiếp nhận gần 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ 3 nguồn đặt mua, viện trợ và quà tặng. Trong đó AstraZeneca có nhiều nhất với hơn 19 triệu liều, Moderna có 5 triệu liều, hơn 2,8 triệu liều Pfizer, hơn 2,7 triệu liều Sinopharm. Tính đến sáng mùng 3 tháng 9, thông tin từ Cổng Tiêm chủng Quốc gia cho biết, cả nước tiêm hơn 20,8 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 2,8 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi.